của em, mạch của em bao gồm có 6 mô đun, có điều khiển LCD, có led đơn, led 7 thanh, có điều khiển dơ le và đọc ADC và có nút bấm. Nào của bạn nào nào Của em ở bảng này. thế bạn đằng sau À, em đấy, đứng em ấy lên bảng oánh ạ. thế bạn này đứng lên gì Và tôi em xin nạp chương trình để test mạch. nào chương trình nhá, sau đó thì phải sau khi nạp xong đủ 6 module rồi thì mỗi module thay đổi cho thầy một tí. Chả thay đổi phần lập trình thì thật là test từng module một để chứng minh là nó hoạt động. Em quay xa lên, em này không cần phải quay xa đâu. Đang làm cái gì mà lúi húi trong đấy? Em đang lắp module của ADC và chạy lên LCD. Ra ngoài. Để hẳn ra ngoài làm cho mọi người nhìn. Sao phải giấu? Còn cáp hai người tôi rồi. Tôi lên trên này nhưng mà các bạn đây là mô đun điện tử đọc ADC để lên LCD. Dinh nguồn lúc trước em mua cái rắc nguồn thì nó không có. Nguồn phải dòng 220 ra đây. Thì đấy ai mà biết được cái đấy mới chạy hay là ma số. Đây này, ok này, cái này sao? Sao tới? Đây là điều khiển dơ le này. Bọn em chỉ bày tiếp mà cái hiển thị led 7 thanh. Thank you.
năm hướng 2,5 thôi. Các bạn, đây là hiển thị LCD, hiển thị led bảy thanh. Chứ sao cái này không cần nguồn nó lại chạy được? Cái này thì em cũng chưa hiểu lắm gì. Có thể là do cái dưa le này nó ấy quá. Ở đây là điều khiển led đơn. Chị mình tiếp là đến cái điều khiển vòng